2 sao? Ừ. Hello, chào mọi người. Chào mừng mọi người quay lại với channel của tụi mình. Và mình là Mẫm. Hôm nay mình như các bạn đã thấy là mình đang ở Đà Lạt. Và mọi người sẽ đồng hành cùng chuyến đi Đà Lạt cùng tụi mình nha. Let's go. Say hello vậy, say hello nào. Mình sẽ đi đâu đầu tiên? Mình sẽ đi ăn. Quá chừng đói bụng. Rồi vậy tụi mình sẽ đi ăn sáng đầu tiên nha mọi người ơi. Em nhân ngồi trước cho anh đi rồi. Em lái nha, em lái nha. Tại xe cái không mọi người? Giỡn. Tụi mình đã đến nơi và rất tiếc là cái chỗ ăn bánh mì xíu mại lần trước mình đi Đà Lạt đã ghé thì hôm nay không thấy bán nữa, cho nên là chắc sẽ tìm một chỗ khác. Ăn đây đi hả? Thấy đây gọi đi lên rồi ta đang nhiều kìa. Why do I try? Cuối cùng cũng có ăn. Ngồi đi sao? Che tay không thấy được. Rồi. Cái mày mua chứ mày mua danh nữa không? Thổi đi sao? Nóng nha mà sao? Nhiều lắm. Cái mày mày mua đúng không? Đúng nó dài. Ngồi gì nhiều. Tới đây nổi tiếng. Ghê, dăm dăm lên đây. Gì vậy mẹ? Chút xíu thôi. Tụi mình đang di chuyển đến vườn hoa trong rừng tại Đà Lạt. Mình đã có làm riêng một video review về chỗ này rồi. Mọi người hãy click vào xem chi tiết về video đó nha. Làm phiền mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều. Wow, đây hoa đẹp quá nè. Hello, tụi mình sẽ đi mua vài chai soju để tối làm tiệc BBQ ở homestay nè mọi người ơi.
tụi mình sẽ mua soju nè, tụi mình mua thêm trái cây rồi đồ ăn vặt nữa. Ở homestay thì mình sẽ chuẩn bị thêm đồ nướng, cho nên là tối nay chắc hả sẽ một đêm thật thật tuyệt. Nhưng mà hình như bạn mình lấy hơi nhiều rồi đó. Như đây hả, uống hết như đây luôn hả? Rồi vậy cũng hơi khó đó. Tụi mình sẽ tính tiền và đi về phòng homestay nè mọi người ơi. Đây bạn mình đang để đồ lên để tính. Rồi hẹn gặp mọi người vào buổi tối nha. Trước khi trở về homestay thì tụi mình có ghé chợ đêm Đà Lạt để chơi. Nói thật chứ nhiều người quá, nhiều khi mình cũng làm biếng. Không mà nói vậy thôi chứ mỗi lần đi là cứ mỗi lần ghé, không biết tại sao nữa. Hello mọi người, bây giờ là buổi tối nè, tụi mình đang chuẩn bị cho một cái buổi BBQ buổi tối tại homestay tụi mình đang ở luôn. Đây tụi mình vừa mới nhóm lửa xong. Thì mình sẽ nướng chân gà nè, với một vài món que xiên với cơm lam. Đấy. Với thời tiết lạnh như vậy thì BBQ là hợp lý nhất luôn nha mọi người. Than đang được nhóm lên. Nãy giờ cũng hơi vất vả mới cháy được cái này, cũng mất thời gian khoảng 15 phút. Ở dưới view này nhìn xuống là đang thấy pha mờ của mọi người đi. Nhìn nông dân ở đây họ đang sáng đèn ra, nhìn cũng rất là chiêu chiêu luôn. Wow. Tuyệt vời. Nước trong đó nha, 1 ly 70 là chuyện bình thường quá. Là chuyện giống như là nó là giá cơ bản thôi. Mà nói chung thì giá 100 ngàn mà miễn cái nước là nói chung chỗ nó cũng được, không mắc. Mà lúc đầu nó nói là nó cho nước, nhưng mà nghĩ đó là nó cho suối thôi mà. Nói chung cũng ok, cũng được, không đến nỗi nào. Tại vì những cái mà mình nhận lại được thì nhiều hơn là mấy cái mà mình mất. Cũng ok, không đến nỗi, cũng ok. Mình mua mấy cái đống rau này cũng mất thời gian lắm á. Nhìn đủ loại luôn. Vì vậy đi mua cái đống rau nó mất thời gian lắm á. Dạ. Mất thời gian vô mình ngồi này chọn mình lựa lắm chứ. Dễ đâu. Tuyệt vời luôn quý vị ơi. Bình thường nữa. Còn có chứ. Ra thì cái bình thường của em đó nha, tụi mình bắt đầu tiệc luôn mọi người ơi. Rồi. Nâng ly nào. Đấy nghe, 1 2 3. Vô. Tuyệt vời. Wow, Hàn Quốc ăn kiểu Hàn Quốc. Wow. Việt Nam nhưng ăn kiểu Hàn Quốc. Trái cây tươi ngon, đồ ăn rau củ, nướng nóng hổi, tuyệt vời. Hẹn gặp các bạn lại.
7 giờ rưỡi. À, 9 giờ mới thức. 10 giờ rưỡi mới được ăn. Ngon không? Đây đây, nó công chúng đặc biệt cái lục đục nữa. Anh đang uống quá rồi. Chấm chấm múc vô kia đi. Gấp chấm vô đi. Nhân gấp chấm vô đi. Rồi. Ăn luôn. Ngon. Tụi mình đang di chuyển đến quán cà phê Mê Linh. Thì trên đoạn đường đi là tụi mình cứ đi lạc một xíu nên đến quán cũng hơi trễ, trời cũng đã trưa rồi. Ở đây là tiếng que kêu quá trời luôn. Chắc đang mùa hè cho nên là que rất là nhiều. Đi xung quanh hết chưa? Dạ, mình mới tới tham khảo mình như vậy. Đây nè, mua bất cứ cái nào trong menu này đã sẽ được đi vòng vòng hết. Cho mình một cái vé tham quan. Còn bên đây thì chỉ được ngồi cố định thôi, xích qua một cái là đấm. Qua cái là có người lại đấm liền á. Kiểu gì á. À, chắc bốn cái lớn thì bốn cái nước của mình. Mình nhận nước ở quầy số 3 cái quầy nước phía trong nhà. Thành đéo cặp cái đó. Đây là view nhìn từ quán cà phê Mê Linh. Họ xây dựng cái này giống như khu du lịch vậy. Để cho mọi người có thể tham quan. Để vé mình book là vé khó tham quan. Nó sẽ mắc hơn một xíu là mọi người có thể đi vòng quanh tất cả khu vực của quán luôn. Còn combo rẻ hơn thì chỉ ngồi ở quán và ngắm cảnh thôi. Không được đi những khu vực mà họ mở ra để người có thể tham quan và check in. Cái này là cây cà phê nè mọi người ơi. Này là cây nó mới ra trái nè. Đây chính là hạt cà phê, trái cà phê. Ở trên kia nè. Ở trên kia có mấy trái đó chín rồi kìa. Đó. Cái trái màu đỏ đỏ mọi người thấy không? Còn đây đây. Nếu quay lại gần hơn cái trái còn thay cho mọi người xem. Đây nè, chính là trái cà phê.
bầu, ở đây có cây bơ quá trời trái luôn mọi người ơi. Đây nè. Về bạn bỏ hết hình lên gà rất thiệt. Tôi không lấy được hình là quá trời luôn. Đi đi. Xuống tham quan tiếp nha. Ở bên này là vẫn còn một cái lối đi để check in đó mọi người. Mình có thể đi xuống đó và check in quá trời nắng quá cho nên là mình không có đi. Mình sẽ tạm thời dừng ở đây thôi. Ở bên này nữa, phía bên này cũng có chỗ check in nhìn cũng xịn đó. Có mấy cái tổ chim giả bằng cây nhìn cũng xịn hết trời luôn. Yeah. Trước cũng có một cây bơ nữa. Mà cây bơ này là bơ dài nha. Cái bơ này là trái dài hơn hay là à đúng rồi, trái dài. Cái bơ này là trái dài, khác với trái bơ cây bơ nãy mình xem. Mọi người cùng quả xem nha. Đây trái bơ đây, bơ dài nha mọi người. Quả trời trái luôn. Quá là xịn sò luôn. Ngồi ở đây ngồi cũng được nè, đây cũng mát nè. Ngồi ở đây chiêu chiêu nè mọi người. Có thể order cà phê xong xách cà phê xuống đây ngồi chiêu chiêu cùng đám bạn. Rồi đó, nhìn ngắm cây bơ quá là tuyệt vời luôn. Mới sao còn một lối đi nữa, nhưng mà tại vì đó xa quá chắc là mình cũng không có đi, tại mình cũng sắp tranh thủ về ăn cơm rồi. View dưới nhìn xuống thấy sông núi luôn nha, quá là tuyệt vời. Wow, quá là chill ha, gió thổi rồi bơ đung đưa, đi với người yêu thì tuyệt vời luôn mọi người. Sau khi đi về thì tụi mình ghé quán kem bơ để ăn. Thì trời nắng ăn kem bơ là tuyệt vời luôn nha quý vị. Nhiều quán kem bơ phải ăn đặc sản. Kem bơ có bơ với sầu riêng. Wow, có sữa nữa. Hello mọi người. Do chiều nay mình đi nhiều chỗ quá, thời gian hạn chế quá cho nên là tụi mình quyết định là về homestay nấu mì ăn. Đây. Vừa đỡ tốn kém. Mà nó ngon. Mà lại ngon. Cái view ăn mì của tụi mình đây. Xíu mình sẽ ngồi ở đó ăn mì. Phù hợp với thời tiết này. Yep. Hẹn gặp lại mọi người vào buổi tối nha. Đây chính là một combo gà tại đây. Wow, nhìn hấp dẫn quá ha. Một combo gà sẽ có một con gà nè. Còn lại nửa giây, một giây á, trộn với hai bánh mì. Giữ cái nếp như được nhất. Wow, tuyệt vời luôn mọi người ơi. Cam thường mới chụp được. Nhà chắc cỡ 1 kg. Wow, hấp dẫn quá à, nhưng mà hơi nóng nha. Xé từ từ nha, nóng nổi luôn. Nóng quá à. Nếu xôi tháo đi để anh với Mẫn xé cho. Có kéo này không? Kéo đi. Qua có công nghệ nè.
được không? Tôi đứng xem. Tôi đứng quay lại. Xin lỗi, nóng. Ai gọi quần? Chấm bánh mì không sao? Chấm miếng nước sốt. Ngươi có ớt đĩa thôi, hỏi không? Ngon mà sao? Vậy tới lượt anh ăn nào. Chị mày xấu ở đâu vậy? Tao nghe, chuẩn bị. Mày qua nướng trên mày. Hello mọi người, giờ là buổi tối rồi, chắc là mình sẽ đi dạo bên hồ Xuân Hương một xíu. Sau đó là sẽ kết thúc ngày hôm nay luôn. Hẹn gặp mọi người vào ngày mai nha. Bye bye. Hello các bạn. Ở đây đa số là có những cặp đôi hay ngồi tại hồ Xuân Hương này. Mình có phải gặp được một đôi. Bây giờ mình sẽ qua phỏng vấn họ vài câu luôn nha. Cùng đi theo mình nha. Ủa, dạ, có chị có thời gian không? Dạ, dạ. Nên mình cũng đứng vài câu luôn nha. Bạn camera quay gần thì mình để nghe rõ tiếng anh chị này với mình nhé. Dạ rồi, dạ sao? Anh chị quen được bao lâu rồi? Mình quen được cũng được 4 năm, giờ cưới rồi. Cưới luôn hả? Mới cưới. Mình đi du lịch hay sao anh chị? Đúng rồi, đi du lịch. Cuộc sống hôn nhân của mình thế nào anh chị? Thì cũng nói chung thì cũng vui lắm. Thì giống như là cái máy tính của mình á, nhà bình thường là mình chơi được nhiều game đúng không? Mình cưới xong thì giống như là mình chỉ chơi được có một game duy nhất vậy. Đúng rồi. Anh muốn làm lại game mới không anh trai? Nếu như có cơ hội. Hello mọi người, để theo quay tiếp theo của mình chính là mình đã từng đến đây 4 năm trước rồi, nhưng mà hiện tại mình quay lại để xem sự thay đổi của chỗ này nha. Cùng mình tham quan nha. Let's go.
never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never. Sau khi về từ đồi chè Cầu Đất, tụi mình có ghé vào ăn gà. Bạn mình nói là đi vào khoảng 1 năm trước thì chỗ này cũng chưa có nhiều khách như vậy. Chắc do quán vừa rẻ là vừa ngon nữa cho nên bây giờ đông khách quá trời luôn. À, nhìn lên, đúng rồi, tiếp tục. Tụi mình ghé túi mơ to ngồi cà phê một xíu, chiêu chiêu rồi về. Cam Tân Châu.
chưa? 1, 2, 3, vô. Tối hôm nay nữa là tụi mình sẽ về rồi, cho nên là sẽ ghé lẩu bò gần chỗ homestay mình ăn luôn. Chỗ này chủ quán cũng nhiệt tình và lại rẻ nữa. Tụi mình ghé ăn rồi tranh thủ về luôn. Tuyệt vời. Thôi mà đi ăn lần này hết món ăn không? Bữa tiệc rồi cũng sẽ đến lúc tàn. Chuyến du lịch của tụi mình ở Đà Lạt 3 ngày 2 đêm sẽ tạm dừng tại đây. Mong mọi người hãy nhấn like, share, subscribe để kênh mình ngày càng phát triển, làm những video ngày càng hay hơn. Và mọi người đừng quên để lại comment để góp ý cho mình, để kênh của mình ngày càng phát triển hơn, mang đến những video ngày càng xịn hơn. Bye bye, tạm mọi người, hẹn gặp lại.